Bài viết này sẽ khám phá những trải nghiệm du lịch mạo hiểm mà nhiều du khách muốn thử, mặc dù chúng tiềm ẩn nhiều rủi ro chết người. Những hoạt động như leo núi ở nơi có lượng oxy hạn chế, xây độ cao và đường mòn lên núi quá đông đúc có thể khiến việc chinh phục đỉnh cao trở thành một hoạt động đầy rủi ro. Bên cạnh đó, không phải ngọn núi nào cũng giống nhau, và có nhiều ngọn núi nguy hiểm hơn những ngọn núi còn lại. Theo thông tin từ Đài quan sát trái đất thuộc NASA, ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới là Annapurna I ở Nepal, tiếp theo là K2 thuộc dãy Karakoram trên biên giới của Pakistan, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và Tajikistan. Trượt tuyết là một hoạt động có nguy cơ cao khi càng có nhiều người trên núi, càng tạo điều kiện cho tuyết lở. Một nghiên cứu của Insider năm 2021 cho thấy sự gia tăng về số lượng người trượt tuyết và trượt ván trên tuyết đã dẫn đến nhiều trận tuyết lở hơn, có tiềm ẩn nguy cơ gây chết người. Ngoài ra, việc lặn khám phá hang động dưới nước, mặc dù hấp dẫn, cũng có nguy cơ nguy hiểm, đặc biệt đối với những người thiếu kinh nghiệm. Sự thiếu ánh sáng tự nhiên trong hang động có thể là một nguyên nhân dẫn đến rủi ro, vì nguồn cung cấp oxy cho thợ lặn rất hạn chế. Một ví dụ là hang Eagle Nest ở bang Florida, Mỹ, nơi đã xảy ra ít nhất 12 vụ tai nạn gây thiệt mạng cho thợ lặn từ năm 1981 đến nay. Theo Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, tổng cộng đã có 161 người thiệt mạng trong các hoạt động lặn khám phá hang động dưới nước từ năm 1985 đến 2015.